chúng tôi đến để giảng khóa học ở bên này. Thì tôi biết là theo tôi biết thì tập đoàn IDM là một cái tổ chức của tình nguyện viên để đào tạo, phát động với cái mục đích là đào tạo nguồn nhân lực để và trả lời những thách thức của nền kinh tế xã hội và các thị trường phát triển.